Hello mọi người, thì video hôm nay sẽ là một cái video để so sánh cái chất lượng âm thanh giữa hai cái bộ micro thu âm dành cho livestream và chúng ta làm vlog. Thì đó là dòng thứ nhất của nó là đây, thì đây là cái dòng Saramonic Blind Pro 500 B1 hoặc là B2. Và dòng thứ hai của nó đó là Redacard R1. Thì xem giữa hai con mic này cái chất lượng âm thanh nó như thế nào. Saramonic có cái giá thành hiện tại của nó là 4.790.000 và cái Redacard của nó là 2.490.000. Thì giữa hai con mic này cái chất lượng âm thanh như thế nào để các bạn dễ dàng lựa chọn cho những bạn nào có kinh phí đầu tư chúng ta không có nhiều. Đó, rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần thực tế cái chất lượng âm thanh giữa hai con mic này. Và đầu tiên đó là cái chất lượng âm thanh của cái con mic Saramonic Blind 500 Pro B1 và hoặc là B2 nha các bạn. Đây thì hiện tại mình đang cầm và mình đang test đây. Và cái bộ thu tín hiệu nó đang kết nối với điện thoại của chúng ta. Đây, alo 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Đó thì các bạn có thể nghe được thực tế cái âm thanh của Saramonic thì nó như thế nào so với con Redacard R1. Sắp tới mình sẽ test luôn đây các bạn, mình đang cầm trên tay đây. Rồi mình thử mình gắn vào cái cổ áo nha. Đây khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ gắn lên cổ áo như vậy để chúng ta sử dụng. Mà ngoài ra nó cũng sẽ có một cái micro cài áo R đi kèm nha các bạn. Alo 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Đó thì các bạn có thể nghe cái chất lượng âm thanh nó như thế nào. Đây là mic Saramonic với giá thành của nó là 4.790.000 giá hiện tại và được phân phối chính hãng tại Tiếng Vang Radio nha các bạn. Rồi và tiếp theo thì mình sẽ nói ở trên cái con mic Redacard. Thì bây giờ mình sẽ rút ra bạn, rút cái dây ở trên cái điện thoại của chúng ta ra nha. Đây thì mình sẽ rút ra. Và đây là cái chất lượng âm thanh của cái con mic Redacard R1. Hiện tại mình đã kết nối vào cái điện thoại của chúng ta. Đây các bạn có thể thấy ngay màn hình đó. Thì vừa rồi mình đã rút ra để mình gắn vào cái con Redacard R1 này. Alo, sao check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó thì đây là con mic Redacard đến từ USA và giá thành hiện tại của đó là 2.490.000 các bạn. Thì các bạn có thể nghe và cảm nhận thử và so sánh với con mic Saramonic thì nó có cái sự khác biệt nhau về âm thanh hay không. Thì hiện tại hai cái sản phẩm này có giá thành khá chênh lệch. Thì hiện tại con Redacard thì giá nó rẻ hơn, chỉ 2.490.000 thôi các bạn. Đó thì các bạn có thể cân nhắc giữa hai cái sản phẩm này để các bạn mua để cho phù hợp với cái chi phí đầu tư của các bạn mà để có được cái chất lượng âm thanh tốt nhất nha các bạn. Đó rồi thì vừa rồi mình cũng đã so sánh cho các bạn thấy được hai cái chất lượng âm thanh của hai mic này. Thì các bạn có thể lựa chọn đó là tùy nhu cầu của bạn và tùy cái kinh phí của bạn đầu tư nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video này và đừng quên subscribe để ủng hộ Tiếng Vang Radio. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.